Hello tất cả các bạn đã trở lại với những clip rong ruổi trên khắp nẻo đường của mình. Và lâu lắm rồi mình mới đi lại những cái con đường ở trung tâm thành phố. Và mình bắt đầu ghi hình từ đường Nguyễn Bình Khiêm. Có thể nói là con đường mình yêu thích nhất. Có những ngôi trường như là trường Trưng Vương. Bên tay phải là Thảo Cầm Viên. Một con đường có những cây cổ thụ, những cây dầu rất là cao, thẳng tắp. Ngày xưa mình đi mình cứ ước mong sao cứ chạy mãi, cứ chạy cái con đường như thế này. Con đường quá đẹp đúng không các bạn? Quá mát mẻ. Đây là Thảo Cầm Viên Sài Gòn và sẽ chạy vào đường Lê Duẩn, một con đường của lịch sử, của hiện tại và của tương lai. Con đường rất rộng, rất là đẹp. Đây là cơ sở 1 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi mình đã từng học. Các bạn thấy hai cái tòa kiến trúc màu vàng gần như sinh đôi. Đó là hai cái kiến trúc Pháp cổ nhất ở Sài Gòn từ năm 1870, bây giờ là thuộc về Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Còn bên kia là Đại học Y Dược. Những cái công trình có quá nhiều giá trị về kiến trúc, về lịch sử, về văn hóa. Đấy, bây giờ con đường Đinh Tiên Hoàng nó đã xẻ đôi rồi. Đây là đường Lê Duẩn. Con đường này thì hầu như không có nhà dân. Bên phía tay phải là chủ yếu là các cơ quan của nhà nước, các cơ quan đại diện, các lãnh sự quán của các nước. Còn bên phía đấy là bên phía tay phải, còn bên phía tay trái là các tòa nhà cao ốc, cũng các như là các trụ sở của nhà nước hay là của các công ty. Đường thì rất là rộng rãi, rất là mát mẻ. Đây là lãnh sự quán Hoa Kỳ. Ngày xưa là tòa đại sứ, nhưng mà bây giờ cái tòa nhà cũ dỡ bỏ rồi. Bây giờ là lãnh sự quán. Người ta cho rằng nếu các bạn đau bụng thì tốt nhất nên tránh những cái con đường như là đường Pasteur rồi vân vân nhé. Tại vì có quá nhiều đèn đỏ. Đi khoảng 100 mét là phải dừng đèn đỏ. Đây là khu vực công viên 30 tháng 4. Nếu đi thẳng là đến Dinh Độc Lập. Đường Lê Duẩn này có lịch sử khá lâu, nhưng mà ngày xưa là người Pháp đặt cho nó là đại lộ Norodom, thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là đại lộ thống nhất. Và từ năm 86 sau khi cho đến nay, sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn mất thì người ta đặt tên ông cho con đường này. Và chúng ta đang tiến vào khu quảng trường công xã Paris. Có nhà thờ Đức Bà này. Một khu vực cũng khá nổi tiếng. Có bưu điện thành phố này. Những cái kiến trúc Pháp khá là đặc trưng của Sài Gòn. Nó gần như là biểu tượng của Sài Gòn.
và sẽ đi vào đường Đồng Khởi. Con đường đắt nhất Việt Nam. Tại sao gọi là con đường đắt nhất Việt Nam? Tại vì nó là con đường đắt nhất Việt Nam, cho nên gọi là con đường đắt nhất Việt Nam. Nói vậy thôi, thì tại vì cái giá đất, giá bất động sản ở đây, 1 mét vuông ở đây có thể nằm ở mức từ 1,5 cho đến 2 tỷ đồng 1 mét vuông nha các bạn. Con đường này nó là sự hòa quyện của quá khứ và hiện tại, những nét cổ kính cũng như là hiện đại. Đấy, chúng ta đang nhìn về bên phía tay phải tòa nhà màu vàng, đó là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một biểu tượng của Sài Gòn xưa. Khách sạn Continental Sài Gòn, khách sạn xưa nhất ở Sài Gòn, tất cả cũng trên 100 tuổi rồi. Nhà hát thành phố, những cái công trình từ thời Pháp. Đây là công viên Lam Sơn. Từ khi người Pháp vào đây, họ đã chọn nơi đây là nơi ở của các giới thượng lưu và đã xây dựng khá nhiều cái công trình trụ sở cũng như là các khách sạn. Và đến bây giờ nó vẫn là số 1 của Sài Gòn nói riêng và có lẽ cũng cả Việt Nam nói chung. Ở Việt Nam con đường nào có thể so sánh với đường Đồng Khởi? Có lẽ là phố Tràng Tiền ở Hà Nội. Chúng tôi đây, khách sạn Grand Hotel Sài Gòn. Những cái đường cong rất mỹ miều, quá đẹp. Kiến trúc Pháp thì không thể chê vào đâu được. Căn nhà, những căn nhà có 3-4 mặt tiền, được thiết kế những cái đường cong quá mỹ miều. Và tiếp tục một cái khách sạn, khách sạn Majestic. Nhưng mà công trình này là của một dân nhân người Việt gốc Hoa xây dựng, chứ không phải là người Pháp xây dựng nữa. Đấy là khách sạn Majestic của ông chủ, ông Hứa Bổn Hòa. Đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tôi vẫn đang được đi trên con đường Tôn Đức Thắng nằm ở mặt sông Sài Gòn. Kia là cột cờ Thủ Ngữ, cột cờ xưa nhất ở Sài Gòn. Có lẽ nó cũng đã được 3-4 cái lá cờ của rất nhiều chế độ treo lên rồi. Hướng này là hướng đi qua đại lộ Đông Tây. Phố Wall Sài Gòn. Khu này được người ta ví von là phố Wall Sài Gòn, giống như là phố Wall ở New York. Tại vì có rất nhiều các trụ sở, các định chế tài chính, ngân hàng như là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam này, rồi rất nhiều các ngân hàng đặt trụ sở ở đây, khu tài chính. Bên kia là cầu Móng, bên kia là quận 4.
Tôi đang đi về hướng đại lộ Đông Tây, đường Võ Văn Kiệt để quay đầu sang phía bên kia sông Sài Gòn. Đây là một dãy nhà cổ này. Những cái nhà mang rất nhiều giá trị về lịch sử, về kiến trúc. Tới luôn. Cầu Camet. Dưới chân cầu Camet quay đầu. mình sẽ quay đầu xe để vào hầm chui vượt sông Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ là một cái nét pha lẫn giữa truyền thống và hiện đại. Truyền thống của nó là lịch sử hơn 300 năm và hiện đại là thành phố năng động nhất, là đầu tàu kinh tế của cả nước. Đóng góp hơn 30% GDP cho kinh tế cả nước. Thành phố có trên 10 triệu dân. Và hầm Thủ Thiêm cũng là một trong những cái công trình nổi tiếng của Sài Gòn, do chính người Việt xây dựng. Hầm chui vượt sông dài nhất ở Đông Nam Á. Đây cũng nhiều lần đi rồi nhưng mà lần đầu đi vào đây mình cũng hơi bị choáng ngợp ấy. Đoạn này chắc xuống ở tận đáy của hầm này. Mới bắt đầu lên dốc này. Ra hết hầm là chúng ta đến địa phận quận 2, khu vực Thủ Thiêm, bán đảo Thủ Thiêm. Đang được quy hoạch là một cái khu trung tâm mới của Sài Gòn, một khu phố đông. Một cái vệ tinh quan trọng của thành phố phía đông. Cũng đã được quy hoạch hơn 20 năm rồi. Nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu. Thì hiện nay người ta cũng đã hoàn thành những cái trục đường gọi như là xương sống. Đang từng bước hình thành diện mạo của khu đô thị Thủ Thiêm. Dù vẫn chưa rõ nét lắm. Phải bạn ơi. Chúng tôi sẽ quay Sao vào nó đây lại chui vào đây luôn? để đi ra bờ sông Hóng Gió. Không có nước nào cả. Ôi không phải rồi. Phải rồi. Chạy chạy đi chạy. Để từ bên kia sông,
nhìn về bên này sông. Từ bên hoang vắng nhìn về nơi phố thị phồn hoa. Tất cả chỉ cách nhau một dòng sông, và tất cả chỉ có ở Sài Gòn. Đấy, chúng tôi đã ra tới sát bờ sông rồi. Gió khá là mát. Và nhìn về trung tâm của thành phố. Vẫn chạy dọc bờ sông nhé. Nhìn về các tòa nhà cao tầng để thấy hai thế giới hai bên. Một thế giới sầm uất và một thế giới hoang vắng. Những cái tòa nhà tường vàng đó là giáo xứ Thủ Thiêm đấy. Rồi, chắc hết thứ để quay rồi. Xin chào tất cả mọi người nhé.